thấy thuộc luôn rồi. Dạ. Được rồi, anh thấy cũng đẹp thôi. Thấy không, mai vàng đẹp quá chừng luôn nè, thấy không? Lâu lắm rồi, hôm rồi hôm mà con tráng sân ra mới ra này là mới là thứ hai chứ. Trời ơi, cứ để cứ ở trong nhà hoài. Nãy giờ gọi chị ba chưa? Chưa, có nói bữa nay con về sớm mà chưa tranh thủ. Dạ, khoảng 1-2 giờ em đi, em tối con nó còn lên xe về Đà Lạt nữa anh. Dạ. Dạ, sao nãy giờ con chưa gọi nó chị ba phải không? Dạ chưa. Tại nhiều khi nó bỏ cái điện thoại trong cái túi. Sáng còn cúng kiến hết trơn. Cúng kiến là ở nhà đó. Nó đi. Nhà này về. Vừa qua hôm nay rồi. Vậy là nó không có để điện thoại túi rồi. Cái này làm đúng à. Tốt quá. Đúng hả? Tốt không? Hôm nay mà đâu có đi ra này mà thấy không? Không gì. Bán bớt chứ đâu có. Đâu hỏi mua. Một dạo này bà nội ăn cơm được mấy chén? Chén ăn còn thấy ngon không? Chị nào về? À, Út về rồi nãy giờ đó. Rồi. Nếu mà tranh thủ về sớm được tốt, tại vì nó ở trên nó cũng chiều nó đi. Rồi. Nãy giờ ta gọi cho Thư mà chưa được, chắc sáng nó bận rộn cuốn kiến. Anh Hai hả bà? Anh hai để chắc cũng tranh thủ trưa về, tại vì mấy cậu thành phố mới về à. Hôm nay mới đâu có thấy mấy cây mai này hả? Năm nay mấy cây mai này đổ một to ghê luôn. Sửa sạn lại là năm tới là mấy cây mai này đẹp dữ lắm. Cái cây mai kia bông nhiều mà sao năm nào cái đó cũng bị trổ sớm. Canh sao cũng bị trổ sớm. Mưa với bỏ bữa trời mưa. Mưa tới suốt ngày. Hả? Cái đâu có món nó màu vàng không à? Có cái mai này nè, cái mai này là chừng mai tứ quý này chừng nữa mà nó rụng bông rồi đó, nó có cái trái của nó màu đỏ. Quay hình để làm kỷ niệm. Chừng nữa mấy đứa cháu nó muốn thấy mà bà nội nó. Chừng nữa mấy đứa cháu về mở phim lên cho nó coi, nó lâu lâu nó nhớ bà cố nó mở phim lên. Sao thở dài rồi, Tết mà thở dài. Có dặn dò đây sẵn ra đâu quay phim rồi ta lưu lại trong máy luôn. Dặn gì?
Dặn dò gì không? Hồi đó tính ba làm cái sân nè, ba chừa cái đường đó đó, tính sáng sáng bà cố đẩy ra thì phải nắng. Bà cố đi đẩy được có một bữa. Thế rồi hôm ấy sao không chịu được. Cái thực tế một năm nay sao không thấy nó nhảy ra lá nào chị? Con thì ở dưới đó nó bị chắc là bị nó mất sức cho nó nhảy con trên nó mới bung lá. Giờ nó muốn nó bung lá cắt lá để trụ đó nó mới nhảy ra lá khác. Để như vậy nó lâu một đợt ra lá là nó ra bao nhiêu đó ra mấy chục lá vậy. Này ở đó trong phương nó cho. Nói ăn gì vậy? Cái miệng bà nội nhai không vậy, tại vì cái răng nó rụng đó, thì cái ngứa ngứa cái nếu á. Cái nhai vậy, không. Cái nú răng nó bị nhột nhột, nó bắt buồn cái buồn nhai. Năm nay Tết này má 89. 89 tuổi. 89 tuổi cho 88 rồi, năm ngoái rồi. Tết này 89 rồi. Hả? Có lộn không? Sao lộn được tuổi tỵ mà sao lộn? Tuổi tỵ là năm nay là 89 tuổi đó. Sao con đâu có tính đâu có lộn được. 89 11 năm nữa là 100 tuổi. Sống 11 năm nữa là Minh nó có vợ. 11 năm nữa là Minh nó 23 tuổi. 24 tuổi chứ, Minh năm nay 13 rồi. Xong đại học 2 năm. Cái chuyện đó chắc bà cố sống tới Minh có vợ chắc được. 100 tuổi. Mày lâu đau không? Mày lâu đau hả? Thì nó mắc cửa rồi nó đẩy vô. Đau đít hả? Tại cái ghế này nè. Cái ghế của dì ba người ta bằng vải. Cho nên nó ngồi nó im hơn. Cái xe lăn rồi. Cái ghế này là cái ghế đi vệ sinh chứ đâu phải là cái ghế xe. Đi qua nay lì xì được nhiều chưa Bi? Dạ cũng nhiều rồi. Nhiều hả? Chị hai à? Chị hai. Đừng nói đúng chị thứ hai, chị thứ ba, thứ tư, rồi con mẹ con Cúc á, vợ là tới Út được thứ năm. Con của chị ha lớn này già này tuổi bằng tuổi với Nhi á. Phải năm nay con học lớp 4 hả? Năm nay con học lớp 5. Lớp 5 à, rồi dạ. Bằng cái Nhi rồi đó. Tuổi Nhi á. Kì đó. Ho quá. Sáng không thuốc à. Đi đường đi. Xe con á, sáng đi Gò Me về để sáng đi Gò Me đóng cửa nhà đi đâu mất tiêu mới sáng sớm mà khóa cửa trước rồi khóa cửa ngõ rồi. Lát chắc lát nó mới về. Qua nay đâu có ai tới đâu, tụi thằng Phương, thằng Tùng rồi kia cũng chưa ai tới tại ngày hôm qua nó đi về Cần Đước. Dân rồi mỗi năm ngoái thì xuống đóng cửa hoài rồi tụi nó đem bánh trái xuống không có ai về. Bảy nghỉ nhở chưa về. Cô Bảy đi đám giỗ, ông Bảy là vợ lên Sài Gòn rồi lên ở trên Thí. Cổ không ít về, cổ không ít về đây. Không cái gì mà ngậu. Nguyên có người về. Ừ. Vô hôm qua thì cũng về. Mãi cũng về nữa.
về đây chút vô, vô thập trang rồi đi đem bánh trà rồi nó vô cúng chừng vừa chút gần đi đem rồi chút đi rồi thôi để ba để bà nội vô ha. Dạ yeah. Ngồi lâu rồi nó đau mình. Út ăn hủ tiếu không bà làm? Hủ tiếu dưới hả? 9 giờ lấy gì ăn sáng nữa. Ta nghỉ hết trơn. Bên thị xã coi đó. Dạ. Nhà bà nội là mũi tính ai? Phải bỏ cái củ quý của mình cũng vô trong cái vào rác là phải lấy đồ dằn lại. Giờ đây là có mấy con mấy cuốn nó ghiền tha đi mất. Bữa nay nó ngửi nó ủa này cái mùi này đâu lạ này. Thấy con ha. Nó muốn lật ha. Dạ, nghiêng được rồi. Nghiêng được. Không bà cố nhìn lên hình như bà tố lấy cái tay bà cũng đựng trong hình mặt vậy đó thấy chưa đây tay không người đã chưa sung sướng rồi phải không ừ. Có một người mà bao nhiêu người lo nè thấy chưa anh hỏi cái chuyện ngồi trên cái tả đây hả tả gì không phải không tụi đúng không tụi đúng không đây lấy con cuộn cho gì á con cuộn nó ấy nhỉ ông nội cuộn luôn rồi ông nội dẹp cho có ngon lắm á trời ngon lắm á ừ.
món ăn rau này bà vô hai giống lên trại lên nhà này có. À trở nên đầy luôn. Chị cho chị trồng ăn luôn. Gieo lên mấy cái chậu á. Ừ. Rau sạch nữa. Rau sạch thì ăn với bò xào rồi ăn với các con bánh kho nữa. Ừ. Như biết rau gì không con? Biết rau gì không? Dân thành phố nhiều người nó không biết con ăn nó muốn khác muốn cho ăn mà thì nó ăn từ từ điện thoại cái thứ này nó rầy nó điện thoại mà tối ngày cứ quẹt quẹt hoài mà cái bảy giờ tối người cũng gọi cho Minh Cúc coi gọi hình á thứ nào cũng gửi gọi Minh Cúc coi gọi hình mà đóng tiền wifi thì nó được đó đóng đi cho nhiều vô đóng vô biết online à online à mà kêu tối kêu thêm cứ mở để đó đi rồi ai làm thì làm mà cái máy của ba đang xài ngon lắm là phải ở bên kia mà nó tắt máy ở bên đây mình mới hiện lên chưa tắt được bên kia là chúng ta gọi cho cái máy mình tắt nó cũ mà gọi xuống một lần mà ông là nó quên để về hoài rồi cái máy con này nó buồn rồi anh em không biết đâu đừng được đâu tắt để đó thì do cái kia đó như thế nữa và lít vô cái ứng dụng Facebook nó vừa nó vô cái là cái máy nó tự động khởi động rồi. Bước ra kia con. Gì vậy? Sạc nước. Mua theo cái đá gì sạc đồ con đời khóc nữa nè. Có dấu hiệu khóc nè. Lên pha trong nữa không sao bà ấy. Ừ. Không phải sao đâu. Cười với ông nội cái cho ông nội lấy hên rồi. Trời ơi ốc. Từ từ thôi ba, từ từ không sao, từ từ. Từ từ thôi. Mẹ ơi Minh Cúc ọc kìa mẹ. Ra xử lý phụ. Lạ rồi, phải không? Lạ, ông nội ấm lạ rồi. Ôi, mẹ ông nội giống hồi ruộng. Ấm gì? Đã cho ông sao giờ nhiễu hả? Nhã hay là thôi? Nhã. Chúng tôi là hai cô con. Quá, là nó cào cái lỗ mũi nó có giống. Nó cào cái lỗ mũi có giống. Chị hai lấy bánh. Thấy không? Nó cào mũi nó giống. Không quên, không là biết. Hình như bữa đó hết màu khác không lần? Hết trơn. Có cái giống vậy à, chứ có là lấy rồi. Bữa em ra em kiếm lại không có anh. Có nữa hả? Em đi ra em mua tại vì lúc sau nó lạnh quá lạnh. Đủ rồi đó. Em tính mua thêm cái mà không có. Còn bà nội, bà nội thì nhìn giống thế giống bà ngoại. Bởi em quay mấy cái mùa thu về em dựng lại á, nhìn cũng được. Giống nội giống quậy. Cái quanh á. Dạ. Cái máy quay nhỏ á. Hay lớn như quậy á. Nhìn trên màn hình không sao. Về anh kiểm mới. Giống nội giống quậy chứ về không sao. Giờ nó bị hư cái gì. Không giống nội cái đường quậy như cái mà bên trái qua. Nó bị hả? Nó bị sập sập. Nó đứt hình á. Giờ bây giờ anh không dám quay gì. Quay xong cũng đâu để làm quay nhà chơi. Ủa
kìa. Này nhà nó mình không khúc cho nên nằm chiếu lại trên màn hình này chứ không sao. Chiếu trên TV với máy tính. Cô ba, giờ nó chịu phải nằm về ông nội bợ chiều 3 tiếng hồ. Ông nội mẹ. Bạn 3 tiếng hồ. Nhớ nói như về chứ không biết ai chịu nổi rồi. Mà ảnh nó về về tối cái tay nó rụng á, mỏi á. Vậy xong rồi tao. Nó ngoại muốn làm nghề nhân tượng. Hồi qua con phải dán lên hai cái bắp chuối tay con á. Trời ơi nó nhức. Cười nha, nó nói cười đó. Nhít mép cười. Về đây cho biết thế nào là cái nắng của Gò Công con. Ở trển con vậy đâu nắng liêu. Đâu có nắng gì đâu, à, không có nắng chứ vậy. Nắng chứ sao không nắng. À, không nắng gì chút, tại nó cay nhiều á chú. Hả? Cái gì đó gì vậy? Đồng Tháp thì nắng. Đồng Tháp thì nó nắng nóng nhưng mà. Có lột ra đi dẹp đi. Đi qua đây dưới. Chào mình. Có chỗ nó lạ nha. Ngay thôi đừng lắc. Rồi giờ bà nội đi. Có hai đứa cái bác cái ghế lên, có hai cái khoai lên khoai lòng cuốn lại luôn, cuốn lại đi con. Nội nè, ra nội nội nội. Ờ, cái giống này hết đủ cái gì đâu có những thứ gì chị tặng đi rồi chưa rồi giờ đi về để một con chị tặng tối mà sao đây luôn chỗ này tắm tắm cho là xin ra từ từ cố lì xì cho Minh Cúc ra. Minh Cúc chúc bà cố đi, chúc bà cố lại đi. Chúc bà cố lại con. Chúc bà cố. Nhìn nè, mắt tươi lên. Ăn cơm, khỏe mạnh. Muốn khỏe mạnh hả con? Chúc bà cố khỏe mạnh. Chả đi dính sợ. Cố đáng sống tới chừng nào Minh Cúc có vợ thôi. Nói không bà cố? Nói không? Nói không bà cố? Trăm mười tới chừng đó là 110 tuổi nha. Anh Bi mập đang quay phim Minh Cúc đó. Ý quá trời, nãy giờ đang ba lần rồi đó. Nói là thâu tiếng vô ị nữa. Có sao đâu, kỷ niệm mà. Minh Cúc về nhà ông bà nội thấy sao con? Hả? Hả? Hôm qua về nhà ông bà ngoại bị dằn dằn người này bông kia bông. Người này bông kia bông á. Ông bắt cái đại gì nha. Chú nhà ông nội này thấy nhìn bông qua nó mê rồi. Cái trán của bà nội đó, cái trán của bà cố đó. Thấy cái bà cố thấy cái trán giống bà cố không? Hả? Dù. bà cố nhìn coi rồi đó, thấy giống bà cố cái trán không? Dù. Giống bà cố không? Gì con? Mình cũng giống bà cố. Giống bà cố cái này nè, giống bà cố cái trán nè, giống bà cố cái trán đó. Đó bà cố thấy không? Đó, cười, bà cố thấy. Bà cố thấy. Giống cái trán y chang đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cốt à, cốt à. Ngủ. Dạ chút. Dạ lên xe nó ngủ rồi. Thức dậy 4 con à. Mấy giờ rồi. Đi mấy giờ? Con đi hồi 4 giờ rưỡi. Gần 5 giờ rồi. Ngủ về. Dạ, muốn xe. Dạ, người ta đợi mãi chiều người ta chở mình về luôn. Chơi chút đi con, chút chơi chút đi. Ăn sáng rồi, chưa sáng hả?